Xin chào tất cả các bạn, là Tớ đây. Các bạn ơi, Tớ và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về bố với mẹ đang bế em bé này nhé. Các bạn ơi, như vậy là Tớ đã tô màu xong bức tranh về bố mẹ đang bế em bé rồi đấy. Để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo thì các bạn nhớ nhấn like và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.